Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ đến kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 5.000 BUSD và 100 NFT đến từ Scooty Beam, một cái dự án mới được list ở trên CoinMarketCap. Rồi, để tham gia vào dự án này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó nhập kết quả phép tính. Ok, sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ. Đầu tiên là join vào group Telegram. Rồi quay trở lại, tiếp tục là join vào channel. Mọi người sẽ quay trở lại bot này và tiếp tục join vào. Twitter like và retweet bài đăng. Rồi chọn theo dõi này. Sau đó chọn like và retweet bài đăng. Ok, quay trở lại. Rồi sau đó thì mọi người sẽ join vào group Telegram của nó. Chọn join, quay trở lại. Rồi tiếp tục là join vào Twitter và retweet bài đăng một lần nữa. Chọn theo dõi này. Chọn like và retweet này. Ok, quay trở lại bot. Sau đó thì mọi người sẽ join vào Medium. Rồi ok, mọi người chọn follow và quay trở lại bot. Sau đó thì sẽ join vào kênh liên kết và retweet bài đăng ở trong kênh liên kết. Ok, mọi người kéo lên này. Chọn like và retweet lại bài đăng. Rồi, sau đó quay trở lại. Và mọi người join tiếp vào kênh liên kết của này của đó. Rồi ok, và mọi người kéo xuống dưới cùng chọn submit cho mình. Sau đó nhập địa chỉ email. Rồi sau đó nhập profiling Twitter, copy và giữ cái dòng này. Rồi nhập username. Rồi sau đó là nhập profiling của Medium, copy dòng này. Rồi đây mọi người sẽ nhập username của Medium mà. Rồi tiếp theo chọn nhiết. Nhiết một lần nữa. Và đây mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC cho mình nhé. Rồi mọi người sẽ vào ví BSC để lấy địa chỉ. Vào ví chớt hoặc MetaMask. Rồi chọn Smart Chain và chọn sao chép địa chỉ này. Rồi sau đó quay trở lại và dán. Ok, sau đó join vào nhóm support. Rồi quay trở lại và chọn complete. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.